Tại huyện Long Thành, trong hai ngày vừa qua, lực lượng vũ trang huyện phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh và bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh ra quân thực hiện công tác dân vận, chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Long An. Tại đây, lực lượng dân vận hơn 200 người gồm cán bộ chiến sĩ và người dân đã cùng thực hiện cắn bê tông con đường hẻm 18 ở ấp Bưng Môn có chiều dài 360m, rộng 3,5m. Trong phần kinh phí bê tông trị giá hơn 420 triệu đồng, lực lượng vũ trang hỗ trợ 100 triệu, phần còn lại do nhân dân trong ấp đóng góp vào nguồn ngân sách xã. Song đó, mọi người cũng đã tỏa ra thu gom rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường giao thông trong xã, kêu gọi người dân chung tay xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thông qua buổi ra quân dân vận, dọn dẹp vệ sinh, chúng tôi muốn gửi thông điệp đến bà con nhân dân hãy chung sức bảo vệ môi trường, gìn giữ vệ sinh ở nơi cư trú và những khu vực công cộng, không xả rác và nước thải sinh hoạt bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông vì túi ni lông rất khó phân hủy trong môi trường tự nhiên, tăng cường phân loại rác tại nguồn để thuận lợi cho công tác thu gom và xử lý rác về sau. Mục đích cuối cùng nhằm bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta. Dịp này, lực lượng vũ trang tham gia dân vận còn tổ chức thực hiện các phần việc khác nhau như trao vốn quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh 260 triệu đồng cho 8 người hoàn lương, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 500 đối tượng, tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, làm chứng minh nhân dân, v.v. Những hoạt động ý nghĩa này đã mang lại niềm xúc động lớn cho người dân nơi đây.